HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Trong một bài viết trên trang chủ của mình, Liên đoàn bóng đá châu Á đã có những chia sẻ và động viên tới đội tuyển Việt Nam tại chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Theo bài viết này, AFC ghi nhận những nỗ lực và màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Việc thiếu may mắn là một phần khiến cho những chiến binh sao vàng chưa thể có điểm sau 3 trận đấu. Ở hai trận đấu với đội tuyển Ả Rập Xê Út và Australia, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận những quyết định gây tranh cãi từ các trọng tài. Còn ở trận đấu mới nhất trước đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam chỉ chịu thua khi bị thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng. Bài viết cũng đánh giá với việc đối đầu cùng những đội bóng hàng đầu châu lục, các cầu thủ của chúng ta sẽ có thêm được nhiều kinh nghiệm. Thêm một thử thách trên hành trình hướng tới World Cup của đội tuyển Việt Nam. Thêm một trận đấu ở Trung Đông trước đội bóng Tây Á Oman. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang hướng tới những điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đón xem và cổ vũ cho những niềm hy vọng của các chiến binh sao vàng vào 23 giờ ngày 12 tháng 10 trực tiếp trên kênh SCTV6.